Rất vui được gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngày mới an lành. Hôm nay mình cũng quay lại cái vườn cây đẹp và nhiều tác phẩm bonsai cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Trước mặt các bạn là một cái cội me. Cái cội me này rất là lớn và cũng đang quá trình nuôi dưỡng tay cành. Riêng về phần gốc thì khá là đẹp rồi đó. Các bạn nhìn ngắm cho nó chi tiết hơn về một cái gốc me và một cái gốc me thì cũng không xa lạ gì, nhưng mà đưa lên thành một cái cây kiểng nghệ thuật thì đó mới là giá trị đó các bạn. Các bạn nhìn trên phần thân và đang nuôi dưỡng đó các bạn. Cái gốc me này sau nhiều năm nữa nó trở thành một cái tác phẩm đẹp. Và hiện tại thì mình chi tiết cho các bạn xem trong quá trình đang nuôi dưỡng và lên một chiếc chậu rất là lớn đó các bạn. Và mình để chi tiết cái mặt sau cho các bạn cùng nhìn ngắm. Một cái gốc me rất là khổng lồ luôn đó các bạn, rất là to. Và cái gốc me này nó có hai thân nữa các bạn, nhưng mà các nghệ nhân người ta bỏ bớt một thân để lấy một thân thôi cho nó ra một cái tác phẩm đẹp hơn. Và đang quá trình nuôi dưỡng tay cành phải mất khá nhiều thời gian đó các bạn. Thì cây me này, cái phần tay cành nó mới thuộc được. Rồi lúc đó là cái tác phẩm gốc me này rất là có giá trị. Me rất là lớn đó các bạn. Khá là lớn. Và trước mặt các bạn đây là thấy một cái hõm của một cái thân. Mình nghĩ là chắc có lẽ là các nghệ nhân người ta sau người ta sẽ đục khoét cái thân này sâu hơn nữa để nó tạo nên một cái vẻ đẹp của thân. Nó phải cầu kỳ, nhìn nó mới bắt mắt đó các bạn. Và trên người ta tạo ra nhiều cái u bú rồi đó các bạn. Đó, rất là đẹp. Rồi để mình chi tiết toàn cảnh cái gốc me này cho các bạn xem lần nữa. Nó rất là to. Rồi để nhìn ngắm thêm một tác phẩm gốc xanh cũng khá là to. Trước mặt các bạn nhìn thấy một cái gốc rất là già, cũng đang phần nuôi dưỡng, hầu như cũng được gần hoàn thiện rồi đó các bạn. Nên phần gốc thì nó những cái rễ con nó đổ xuống đó các bạn, nó đeo vào cái phần thân. Cái gốc xanh to này là nó chắc là thiên nhiên, những cái rễ nó đổ xuống đó các bạn. Rồi lên phần trên đó, phần tay cành thì về người ta mới chỉnh sửa và tạo cho nó thêm để cho nó đẹp một cái gốc xanh và điều đặn tay cành tạo nên một cái hình và cho mình dễ nhìn nữa các bạn. Tay cành thì cũng rất là to. Cây này nuôi chắc cũng đã lâu rồi đó các bạn. Những cái rễ nhỏ nó đổ xuống đó các bạn, nó đeo vào phần thân khá là hay. Đây là riêng về dưới phần gốc đó các bạn.
À, cây xanh này theo như mình nhìn thấy đó là cây xanh này lội đọt đỏ đó các bạn. Cái đọt nó màu đỏ. Trước mặt các bạn thấy nó lốm chốm cái đọt màu đỏ đó. Những cái đọt non ra màu đỏ. Cây xanh này rất là quý. Các bạn cũng biết là cái cây xanh mà cái đọt đỏ là nó rất là quý. Và một thời gian sau nữa là người ta ép lại cho cái lá nó nhỏ đi nữa, càng quý hơn. Và tay cành đều đặn thì cái tác phẩm gốc xanh này rất là có giá trị đó các bạn. Rồi để mình dạo một vòng cho các bạn cùng xem nhiều cái tác phẩm gốc xanh khác, nhưng mà mình đến gần thì không được bởi vì nó rất là chật đó các bạn. Mình chỉ đứng xa quay cho các bạn nhìn ngắm. Trước mặt các bạn cũng một cái gốc xanh rất là to. Tác phẩm này cũng là to lắm đó các bạn. Có thể là đứng xa cỡ đây mà không chi tiết hết đó các bạn. Phải đứng xa hơn nữa mới thấy hết toàn cảnh của cái gốc xanh. Gốc xanh này khá là thuộc rồi đó các bạn. Riêng phần gốc và những rễ đổ lên trên tay cành cũng khá là hoàn chỉnh. Và xa xa trước mặt các bạn cũng còn rất là nhiều nhiều tác phẩm to, rất là to trước mặt các bạn nhìn thấy, mà các bạn thông cảm mình không đến gần được, chỉ đứng gần xa thôi các bạn vì nó quá chật đó các bạn. Cái vườn cây này rất là nhiều 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 cây và nhiều cái thế dáng khác nhau đó các bạn. Rồi để mình chi tiết đây cũng một khúc xanh lớn. Mình được đứng gần bên chi tiết cho các bạn xem cái gốc xanh này khá là to. Và đây là phần dưới của cái phần gốc và lên trên tay cành. Cái thế này cũng khá là hay đó các bạn. Nhưng mà rất là to lắm các bạn. Tay cành hầu như cũng thuộc hết. Riêng về phần thân thì thân cũng nhỏ, nhưng mà nhiều cái rễ nó đổ xuống đó các bạn. Nó bám víu vào. Nó cũng khá là hay. Đó, những cái cọng rễ nó đổ từ trên tay cành đổ xuống đó các bạn, rất là dày. Và lên trên phần tay cành cũng khá là thuộc. Rồi để mình đi dạo qua bên trong để chi tiết cho các bạn xem cho rõ hơn một cái tác phẩm gốc xanh cũng khá là to này. Rất là đẹp luôn á các bạn. Phải nói là cái vườn này có nhiều cái tác phẩm rất là độc đáo, rất là hay luôn á các bạn. Rồi để mình xa hơn nữa cho các bạn nhìn thấy trọn vẹn cái tác phẩm. Đó, rất là đẹp và rất là to. Rồi tiếp theo mời các bạn xem một cái tác phẩm này mới độc lạ, rất là quái. Nhưng mà tiếc quá là mình không có qua phần bên trong mình chi tiết cho các bạn xem. Trước mặt các bạn là cái phần thân nó rất là nhỏ. Nó trải dài giống như một cái con rồng nữa các bạn. Rồi lên trên phần tay cành. Nó thuộc như dáng bay đó các bạn. Tay cành cũng là rất là thuộc. Và những cái rễ nó đổ xuống rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều. Đứng trên một chiếc chậu cũng vừa và nhỏ thôi các bạn. Và những cái tảng đá san hô người ta dựng lên đó
tạo giống như những cái hòn non bộ cho các cái cọng rễ nó bám vào. Các bạn nhìn thấy không? Rất y như một cái con rồng đang uốn lượn. Rất là đẹp luôn các bạn. Phải nói là nơi đây có nhiều tác phẩm rất là độc lạ. Các bạn nhìn ngắm cái tác phẩm này rất là hay này. Rất là độc lạ luôn. Y như một cái con rồng đang bay lượn. Rồi cho các bạn nhìn ngắm nhiều cái chậu mai xuân nè. Chậu mai xuân cũng khá là nhiều và cái dáng trực của nhiều cái chậu mai xuân rất là đẹp. Rất là đẹp. Đang nuôi dưỡng để chờ mùa xuân để cho nó đẹp để đón năm mới đó các bạn. Cái vườn này rất là rộng lớn. Các bạn biết là nội cái phần chăm sóc rất là kỳ công. Rồi, mình qua đây để chi tiết nữa cho các bạn cùng xem. Đây có một cái gốc lục vừng này nhỏ thôi, nhưng mà cái bộ gốc này là quá đẹp luôn các bạn. Đang nuôi dưỡng tay cành. Khá là đẹp. Các bạn nhìn ngắm cái phần gốc này. Rất là hay. Khó có một cái phần cái bộ gốc của một cái cây lục vừng nhìn đẹp như vậy đó các bạn. Lên phần trên tay cành thì người ta cũng đang nuôi dưỡng đó các bạn. Phải nói cái phần gốc rất là hay ở các bạn. Đây lên trên phần thân. Cây này cũng nhỏ thôi. Nhưng mà nó có một cái phần gốc rất là khéo. Khéo lắm đó các bạn. Nên uốn lượn lên trên với cái phần thân. Cái gốc lộc vừng này mà sau vài năm nữa, gốc lộc vừng này nó sẽ đầy đủ tay cành là rất là đẹp. Lá cũng rất là nhỏ đó các bạn. Đây một cái tác phẩm gốc xanh dáng trực. Phần gốc thì khỏi phải nói rồi. Rất là to. Tay cành cũng rất là đều đó các bạn. Khá là cao. Đều đặn. Chi tiết hơn cái phần rễ này các bạn xem. Nhiều cái rễ nhỏ nó kết lại dính với phần thân nữa các bạn. Rất là hay. Và tay cành cũng dặn dẹo rất là thuộc. Uốn lượn lên trên đó các bạn. Rất là đẹp. Cái gốc xanh này cũng khá là ok. Rất tuyệt vời. Xa hơn cho các bạn nhìn ngắm trọn cái tác phẩm của gốc xanh này. Phải nói là đẹp. Rồi thì đến đây mình cũng kết thúc video. Hẹn các bạn video tiếp theo. Các bạn xem mà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Rồi mình cũng hẹn lại các bạn những video tiếp theo.
Rồi, mình xin chào các bạn.